Xin kính chào quý khán thính giả chương trình Niềm Vui Xứ Vụ của Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Vô Lời Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 1 hàng năm, thì con cái của Thánh Tổ Phụ Anon trong dòng Vô Lời, dòng nữ tỳ Chúa Thánh Linh Truyền Giáo và dòng nữ tỳ Chúa Thánh Linh Chiêm Nghiệm ở khắp nơi trên thế giới sẽ tổ chức ngày lễ truyền thống với những hoạt động đầy sôi nổi và ý nghĩa. Phóng viên Ban Truyền thông chúng tôi hiện đang có mặt tại trụ sở chính của Tỉnh Dòng Vô Lời Việt Nam, tọa lạc tại thành phố du lịch Nha Trang xinh đẹp. Và không khí nơi đây đã rất là ấm cúng và sôi động từ sáng sớm do sự hội ngộ của quý cha, quý thầy và quý sơ. Giờ đây xin mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ một số thành viên trong gia đình của Thánh Anon đến từ nhiều tỉnh dòng và đất nước khác nhau để nhằm tìm hiểu về ngày lễ truyền thống này. Dạ con chào cha, thì xin cha chia sẻ cho chúng con về nguồn gốc, ý nghĩa cũng như là mục đích của cái ngày lễ truyền thống trong dòng Ngôi Lời nói chung được không ạ? Vào ngày 19 tháng Giêng năm 1909, cha Arnold Johnson đứng sáng lập dòng truyền giáo Ngôi Lời đã trước hơi thở cuối cùng tại Stine, cộng đoàn nhà chính của dòng Ngôi Lời tại Hà Lan. Rồi đến năm 1203 thì giáo hội phong hiển thánh cho cha Arnold Johnson. Và theo truyền thống của giáo hội, cái ngày mất của các vị được phong thánh lại chính là cái ngày lễ kính của các ngài. Cho nên ngày 15 tháng Giêng đã trở thành cái ngày mừng lễ Thánh Arnold Johnson từ đó. Và cha Arnold Johnson khi được phong thánh thì cũng như là một số các thánh khác trong giáo hội Công giáo, là giáo hội muốn nhấn mạnh cái sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của các thánh cũng như trong giáo hội để làm gương sáng cho chúng ta. Và theo tin mừng, chúng ta đã được Chúa thương mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Và cha Arnold Johnson đã đáp lại lời mời gọi đó một cách đặc biệt với cái tâm tình cầu nguyện là nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời được thể hiện trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn hết mọi người. Và ngài nói rằng cái hành động mà yêu thương đồng loại cao cả nhất và trước hết chính là rao giảng tin mừng. Và với cái tinh thần đó, anh em Ngôi Lời một cách đặc biệt cũng như mời gọi tất cả những người khác cộng tác trong vấn đề truyền giáo, chúng ta tiếp tục cái sứ vụ mà Thiên Chúa cho ban cho hội dòng qua đời sống của cha Thánh. Và như vậy các ngày 15 tháng Giêng hàng năm chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Arnold Johnson. Và như vậy là chúng ta có cái ý nghĩa đó. Và tỉnh dòng Việt Nam cũng như một số các tỉnh dòng khác có những cái phương thức mừng lễ đặc biệt. Và như anh em thấy đó, còn thấy đó là có một sinh hoạt trong cộng đoàn cũng như là những nơi khác tới đây với mục đích là làm sáng tỏ cái sự hiện diện của Thiên Chúa trong cái cuộc sống của chúng ta qua cái đời sống của cha Thánh Arnold Johnson. Dạ, dạ con xin cảm ơn về câu trả lời rất là ý nghĩa và xúc tích của cha. À dạ, con kính chào cha. Thì xin cha cho con biết là chương trình hôm nay của mình gồm những gì ạ? Tham dự của ngày hôm nay thì có các em đệ tử viện, các em thỉnh viện, các em tập viện đến từ Đà Lạt, rồi quý cha quý thầy ở các giáo xứ lân cận ở Nha Trang, và có một đoàn đặc biệt là cộng tác viên truyền giáo Ngôi Lời tại Phương Lâm, 69 người, như 17 cộng tác viên truyền giáo ở các giáo xứ lân cận ở Nha Trang. Thì trong buổi sáng hôm nay sẽ có những hoạt động thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, rồi banh lắc và bóng bàn. Và buổi chiều hôm nay cũng sẽ có tiếp tục như vậy. Và sau chiều hôm nay cũng sẽ có thánh lễ, sau thánh lễ là phần phát thưởng và sau đó là cái phần liên hoan có một bữa ăn huynh đệ. Đó là cái chương trình của ngày hôm nay. Dạ,
Con xin cảm ơn cha và con xin chúc cho chương trình của mình mang lại cái hiệu quả tốt đẹp như lòng cha và mọi người mong muốn. Bây giờ cái cảm xúc của thầy như thế nào ạ? Hiện tại thì mình rất là vui, mình rất là thích môn thể thao này. Được ra sân thi đấu đối với mình là một cái niềm rất là hạnh phúc. Mình mỗi lần mình ra sân thì mình sẽ chơi hết mình, cống hiến hết mình. Rồi nhà dòng cũng tạo điều kiện sân chơi cho anh em được chơi, được thể hiện bản thân, rồi được gắn kết với nhau thì mình cảm thấy rất là vui. Yeah. Không biết là chị cảm thấy như thế nào khi tham gia cái buổi lễ ngày hôm nay ạ? Cái thầy ở đây rất là hòa đồng, rồi cởi mở, cho nên em cảm thấy là rất là như là đoàn kết với nhau. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, không biết là thầy cảm thấy như thế nào về cái ngày lễ truyền thống ở đây ạ? Đây là rất vui ạ. Family Peace Day ở đây ở Việt Nam là rất vui vì nhiều vui và nhiều trái cây á. Anh em chơi nhiều. Đây là rất vui. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhà truyền giáo đến từ châu Phi, tỉnh dòng Togo. Dạ, con xin chào cha. Dạ, thì không biết là cha đã đi truyền giáo ở châu Phi được bao lâu rồi ạ? Ở châu Phi thì nó hơi rộng, đúng ra thì nước cha đang ở là nước Togo, thuộc tỉnh dòng Togo. Thì cha sang đó được 9 năm. Dạ, dạ, và cha thấy cái ở bên đó thì họ sẽ tổ chức cái ngày lễ truyền thống như thế nào ạ? Thì thường thì mỗi năm họ tổ chức khác nhau, họ không có năm nào giống năm nào hết. Nhưng mà được một cái mà cha thấy rất là khác ở Việt Nam đó là thường từ bên đó ở Việt Nam thì không có các sơ dòng nữ tỳ Chúa Thánh Linh chiêm niệm. Bên đó thì đầy đủ luôn, anh em Ngô Lời Nam, dòng truyền giáo Ngô Lời Nam, rồi có dòng truyền giáo nữ tỳ Chúa Thánh Linh hoạt động, rồi có cả dòng truyền giáo Chúa Thánh Linh chiêm niệm. Và thường thì họ tổ chức tại cái cộng đoàn của dòng nữ tỳ Chúa Thánh Linh chiêm niệm, bởi vì dòng chiêm niệm thì họ không có được ra ngoài, cho nên mình phải tới nơi đó, mình tới trong cái cộng đoàn của dòng. Và đó là cái cơ hội cho các chị em dòng chiêm niệm họ gặp gỡ các anh chị em cùng một đám sáng lập với nhau. Và thường thì ở đó họ tổ chức thánh lễ. Và được một cái bên đó là họ có Đức Hồng Y của dòng Ngôi Lời. Thì Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các anh em SVD. Rồi sau bữa đó thì họ có một bữa ăn nhẹ, ăn buffet. Kính thưa quý vị, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống vui vẻ bên nhau. Xin cho tình anh em thêm thắm thiết, nghĩa bạn bè càng keo sơn, để hương thơm Chúa được tỏa lan qua đời sống chính tá của đoàn con cái Thánh Anôn khắp nơi trên hoàn cầu. Chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Niềm Vui Xứ Vụ kỳ tới.